không có ngày nào rời. Dạ, là 30 năm. Dạ cô, con rất là muốn hỏi cô có những cái bí quyết nào cô có thể chia sẻ lại làm sao để mình có thể giữ được mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nó bền vững và nó ít xung đột không cô? Cái đó thì nói chung là trước khi là mình thương chồng, mình lúc nào cũng nghĩ tới chồng, chồng là đứng giữa. Nếu mà mình gây ra mối quan hệ nào mà nó quan trọng là chồng mình rất là khó xử. Dạ. Nên là những cái buồn vui mình để trong lòng. Nói chung ở trong một nhà thì làm sao mà khỏi có chuyện buồn. Dạ. Có một chút xíu nào mà buồn thì mình nghĩ thoáng là nó cũng qua thôi. Mà mình nghĩ mà nó hơi nó sâu quá thì nó lại xung đột, nên mà nghĩ thoáng. Nói chung là mình luôn luôn nghĩ tích cực là nghĩ thoáng cho chồng, cho mẹ, cho bố. Dạ. Có bao giờ mà hai con cãi trước mặt bà không? Không, em cái đó không, em chịu đựng không anh? Em với chồng em gây lộn mà nói chung là vợ chồng nào cũng có, nhưng mà chưa bao giờ ai biết vợ chồng em gây lộn. Tại vì em là ổng mà ổng la là em chỉ có khóc. Sáng ngày mai con em thấy mắt sưng là biết ba la mẹ. Không bao giờ em trả lời luôn. Dù anh nóng tới cỡ nào đó, anh cứ nói đã đi, em chỉ biết khóc rồi ngày mai tính. Nhưng mà vậy rồi những cái lúc đó cô có chia sẻ với bà không? Có đôi cái cũng nói anh thế nọ thế kia. Rồi ở trong nhà bà cũng biết mà, bà biết tính con bà mà. Dạ. Nên bà cũng la, bà nói mày nói ít thôi, mày lúc nào cũng nói để nhỏ khóc sưng mắt hoài. Hồi đó chị ở mà chị có em chồng nha. Dạ. Hai đứa em chồng. Dạ. Một đứa thì khờ khờ, một đứa thì lớn. Cũng có một kỷ niệm cũng buồn lắm. Tự vì lúc đó mình đi làm về nó cực á anh, mình chưa kịp nấu cơm, em mình nó đói bụng thì nó gắt, nó cáu. Dạ. Nó lớn rồi. Nhưng mà em thì thôi kệ, em tha thứ được, em bỏ qua được. Em cứ nghĩ như em mình mà, tại mình thương như em mình nên mình không có trách. Nhưng mà chồng á, chồng thì thấy tội cho vợ, chồng cũng la em, nói xin lỗi chị đi. Rồi có mét mẹ chồng không? Thì mẹ cũng nghe, mẹ nói xin lỗi. Có bao giờ con dâu tổ chức sinh nhật cho bà chưa? Có rồi luôn. Mới đây. Vui lắm. Đây là làm năm mừng thọ, mừng thọ cho ông bà thôi. À. Tại vì em biết sao, cái thời của em nó nghèo khổ, em lo làm ăn, em đâu có nghĩ tới chuyện sinh nhật đâu. Hai chồng em chưa có một cái nhẫn để đeo đám cưới, chứ đừng nói để sinh nhật. Nói chung là mấy đứa con á. Được chưa? Rồi, mời chị ngồi. Dạ. Chào MC Quỳnh Vinh, MC Lê Lộc. Dạ. Hôm nay bà lên chương trình có món quà tặng hai con. Dạ. Là cái gì vậy bà? Wow. Gà. Dạ, cô gà hả bà? Nhà nào? Dạ, cảm ơn bà. Ủa, mỗi người một phần chứ chú? Bây giờ cũng một phần chú. Dạ. Cảm ơn bà nha. Cảm ơn bà. Dạ. Chương trình rất là vui khi chào đón bà với lại chị đến tham gia. Xin mời bà giới thiệu về mình ạ. Dạ, thì bà xin chào hai ông chị Quỳnh Ninh và Lê Lộc. Dạ. Hôm nay bà cũng được hân hạnh được chương trình cho bà được lên đây để tiếp xúc với các con. Dạ. Bà lên đây là muốn đứng rồi, có gì đâu. Dạ. Bà là coi như là ở dưới Đồng Nai. Dạ. Nhưng mà lên trên thành phố này phụ con. Dạ. Là ở với con ở trên này. Bà nhiêu tuổi rồi? Bán. Bà năm nay là tuổi chính là 80, nhưng mà tuổi giấy tờ chỉ có 7 năm mà. Đó. Bà lấy chồng năm bao nhiêu tuổi? Bà lấy chồng năm 20 tuổi. Bà vậy bà có mấy người con nhỉ? Cảm ơn các con là bà 8 đứa. Oh. Lớn nhất là như bà. Lớn nhất năm nay là 62. Như bà? 62. Trời ơi. Lớn hơn chú luôn. Lớn nhất. Như đều bằng má của bà. Còn nhỏ nhất như bà. Bà nhỏ nhất thì năm nay 35 tuổi. Oh. Dạ. Bà tên là gì bà? Bà tên là Vũ Thị Toàn. Vũ Thị Toàn hả? À. Dạ, xin mời cô giới thiệu về mình ạ. À. Chào MC Quỳnh Linh, chào MC Lê Lộc. Dạ. Chị năm nay 48 tuổi, đến từ quận 12. Bà nhớ rằng cái ngày đầu tiên bà gặp cô con dâu này đó, bà có ấn tượng với con dâu điều gì không? Ấn tượng của gặp cô con dâu này á thì nó hay lắm. Tại vì coi như cháu nó cách nhà bà là phải 3 cây số. Dạ. Thế nó sang bên này là chơi với bà dì ruột là cũng ở gần bà. Nó ra ngoài giếng đi kéo nước đó. À, giếng cái thả cái gầu. Hay có cái giếng. Dạ. Xong rồi gặp hai bác cháu gặp nhau ở đó. Thì bà mới nói là con ở đâu, con sang chơi với dì bên này mà bây giờ con về làm dâu bác được không? Đấy à. Thấy đấy, thương đó. Thằng kia nói con có bồ rồi bác ơi. Trời ơi. Chết rồi. Xong rồi bà mới nói là bồ thì bồ chứ, còn cái chuyện duyên số là bà nhận đó. Thế bà nói chuyện với con dâu, con trai.
Dạ. Trai để ý rồi sang tìm hiểu. Đó. Quá dữ luôn. Bao lâu thì con của bà tấn công chị? À, cái đó là để em nói. Nói chung là em qua gì em chơi thôi, hai nhà đối diện thôi. Em vô tình, em không có nghĩ gì hết. Dạ. Ông xã em thì mò mò qua hỏi thăm thì em cứ kêu bằng chú. Chú này kỳ quá. Cứ hỏi này ở kia, mình cũng hồi đó còn nhỏ mà anh. Dạ. Nhỏ thì cũng nói giỡn giỡn thôi. Sau này mới ông mới đi theo ông bạn ông á là kêu ba em là sư phụ, mới nói mày đi qua sư phụ tao chơi. Thì ông mới nói đi đi, ai nhà qua lại gặp em. Cả nhà đang ngồi trước sân chơi, nhà em có sân rộng lắm. Thì em đi uống ăn chè với bạn về, thấy mấy người ngồi chơi với ba mẹ mình thì nói chào hai chú. Từ đó đi thì nói chung là thấy em hoạt bát thanh lẹ, cái ông thích là đêm nào ông cũng mò qua mình. Hết đi với bạn đi mình. Bao lâu thì bà làm dâu bạn? Coi như cũng gần một năm á. Gần một năm luôn. Gần một năm á. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Sau đó về làm dâu thì có làm đúng cái trách nhiệm của là người con dâu không? Có đó, làm đúng thủ tục như con dâu. Nấu cơm, nấu nước rồi giặt giũ quần áo có không bà? Rồi, có lúc phải chờ con giặt, con rầy phải đi làm đêm á, 2 giờ đêm phải đi cạo rồi. Dạ. Nên là đến hồi đó cực lắm, đến 10 giờ trưa mới về nhà. Thì coi như bà ở nhà cơm cháo nấu nước, giặt giũ. Thế còn con nó đi làm suốt ngày rồi, tội lắm. Bây giờ thấy tội nó mà. Trong khi đó này, con về làm dâu được mấy tháng, con có bầu. Mang cái bầu to mà cũng cứ phải đi cạo suốt đêm. Đến cạo đến lúc mà đi đẻ, về đêm tự nhiên là nó mới ra máu. Thế là cho đi lên trạm xá. Cho nên trạm xá thì trạm xá cứu không được nữa, đưa lên trên huyện. Trên huyện cứu không được nó đưa lên trên tỉnh. Trời, lúc giờ nó băng huyết là quá chừng. Rồi bà nuôi con dâu luôn. Nuôi con dâu luôn. Sau cái lần mà mẹ chồng chăm sóc như vậy, mình có cảm động không? Dạ có chứ, em về làm dâu nói chung là em thương gia đình chứ không có một cái gì. Tại vì lúc đó còn nhỏ tuổi, mới 18 à. Về là chị biết sáng dậy sớm, 4 giờ sáng lo dậy, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa cho bố mẹ, dọn mùng dọn mên. Rồi bắt đầu mình đi làm. Giỏi ha, 18 tuổi mà đã làm dâu. Đúng rồi. 18 tuổi em về làm dâu là nói là 30 năm làm dâu rồi. Đúng rồi, gần 30 năm rồi. Dạ. 18 tuổi lấy chồng. Tới giờ là gần 30 năm rồi. Năm nay 48 tuổi. Dạ. Vậy thì qua 30 năm làm dâu đó, bà thấy bà hợp với con dâu điều gì? Dạ, toàn bộ con là đều hợp hết. Học hết hai mẹ con. Nói chung là nó thiệt với hai chị là em rất là giỏi. Tại vì nó ăn được, nó nói được, nó làm được. Chỉ có một lần một là con tại thì nhà nghèo đó, tiền không có. Nhà con trái mít thì con ngoài quê có mấy người vô chơi. Thế bộ thôi để bỏ ăn. Con nhà con biết con mong bán luôn. Thế là về là con trận đó. Thế một lần đó rồi đó. Nói chung là cái một thời đó mình khổ này. Đó anh, rồi mình nghĩ là bán lấy tiền thôi chứ mình không nghĩ là muốn nghĩ gì hết. Nhưng mà mẹ thì sau này em không biết, nhưng sau này mẹ mới nói đây thôi à thì mới biết nó. Ủa sao con đâu có nhớ gì cái vụ trái mít. Tự nhiên nội kể chuyện quá nhỏ luôn ha. Quá 30 nhỏ. Năm mà có chuyện chút xíu à. Có tí thôi đó. Nhưng mà trong cuộc sống gia đình mình có những gì mà hai mẹ con mình chưa hợp nhau không cô? Có cái không hợp là do chị người gốc Huế. Dạ. Chị là về mới về làm dâu thì ở nhà mình nấu cơm, nấu đồ ăn thì mình hay bỏ ớt. Dạ. Mà bên chồng người Bắc lại không ăn ớt. Nên là có cái đó. Nhưng mà bố cũng la, mẹ cũng la, nhưng mà ăn cơm thì hơi khó chịu xíu thôi. Biết. Lần sau mình giảm lại từ từ, mình phải học lại từ từ. Dạ. Mình ở với mẹ mình suốt bao nhiêu năm trời luôn á cô? Không có ngày nào rời. Dạ, 30 năm. Dạ, con rất là muốn hỏi cô có những cái bí quyết nào cô có thể chia sẻ lại làm sao để mình có thể giữ được mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nó bền vững và nó ít xung đột không cô? Cái đó thì nói chung là trước khi là mình thương chồng, mình lúc nào cũng nghĩ tới chồng. Chồng là đứng giữa. Nếu mà mình gây ra mối quan hệ nào mà nó quan trọng là chồng mình rất là khó xử. Dạ. Nên là những cái buồn vui mình để trong lòng. Nói chung ở trong một nhà thì làm sao mà khỏi có chuyện buồn. Dạ. Có một chút xíu nào mà buồn thì mình nghĩ thoáng là nó cũng qua thôi. Mà mình nghĩ mà nó hơi nó sâu quá thì nó lại xung đột, nên mà nghĩ thoáng. Nói chung là mình luôn luôn nghĩ tích cực là nghĩ thoáng cho chồng, cho mẹ, cho bố. Dạ. Có bao giờ mà hai con cãi trước mặt bà không? Không, em cái đó em chịu đựng lắm anh. Em với chồng em gây lộn mà nói chung là vợ chồng nào cũng có, nhưng mà chưa bao giờ ai biết vợ chồng em gây lộn.
Tại vì em là ổng mà ổng la là em chỉ có khóc. Sáng ngày mai con em thấy mắt sưng là biết ba la mẹ. Không bao giờ em trả lời luôn. Dù anh nóng tới cỡ nào đó, anh cứ nói đã đi, em chỉ biết khóc rồi ngày mai tính. Nhưng mà vậy rồi những cái lúc đó cô có chia sẻ với bà không? Có đôi cái cũng nói anh thế nọ thế kia. Rồi ở trong nhà bà cũng biết mà, bà biết tính con bà mà. Nên bà cũng la, bà nói mày nói ít thôi, mày lúc nào cũng nói để nhỏ khóc sưng mắt hoài. Hồi đó chị ở mà chỉ có em chồng nha. Hai đứa em chồng. Một đứa thì khờ khờ, một đứa thì lớn. Cũng có một kỷ niệm cũng buồn lắm. Tự vì lúc đó mình đi làm về nó cực á anh, mình chưa kịp nấu cơm, em mình nó đói bụng thì nó gắt, nó cáu, nó lớn rồi. Nhưng mà em thì thôi kệ, em tha thứ được, em bỏ qua được. Em cứ nghĩ như em mình mà, tại mình thương như em mình nên mình không có trách. Nhưng mà chồng á, chồng thì thấy tội cho vợ, chồng cũng la em, nói xin lỗi chị đi. Rồi có mét mẹ chồng không? Thì mẹ cũng nghe, mẹ nói xin lỗi. Có bao giờ con dâu tổ chức sinh nhật cho bà chưa? Có rồi. Có rồi luôn. Mới đây. Vui lắm. Đây là làm năm mừng thọ, cho ông bà thôi. À. Tại vì em biết sao, cái thời của em nó nghèo khổ, em lo làm ăn, em đâu có nghĩ tới chuyện sinh nhật đâu. Hai chồng em chưa có một cái nhẫn để đeo đám cưới, chứ đừng nói để sinh nhật. Nói chung là mấy đứa con nó là tổ chức mừng thọ cho ông bà. Dạ. Làm như là cái đám cưới, coi như là lớn lắm. Vui hả bà hả? Vui lắm. Bà có bao giờ bà tặng con dâu cái gì chưa? Chưa có gì tặng con dâu ấy. Bà cũng khổ lên ngồi lên cái đầu tặng. Tại vì mẹ ở với mình, mẹ đó có tiền. Em cho như cháu cho như thì để đó, rồi lại đi lên đi chơi, đi về quê này kia rồi cũng hết. Rồi hai mẹ con có thể hay dắt nhau đi siêu thị, đi sắm đồ gì không? Có, đi siêu thị có. Cái đó có. Em ở nhà về buôn bán thì rảnh thì chở mẹ đi chợ. Mẹ có thích đồng mua đồng cái đồng gì thì mua đó vậy đó. Hai mẹ con cũng hợp. Linh nghĩ rằng bây giờ hai mẹ con giống như hai chị em luôn rồi đó. Dạ, hai chị em. Thân như vậy đúng không? Tại vì ở nhà hay ôm mẹ cũng nựng bóp vú. Nói chung là vui lắm, hai mẹ con vui không có gì hết. Đúng rồi, như hai người có khi rồi. Mẹ buồn biết, có khi mẹ không vừa ý tại nhà buôn bán mà. Có đôi cái mình nói mẹ không vừa ý hay là mình bán cho khách cái này kia mẹ không vừa ý mình biết. Nhưng mà chút xíu nữa rồi cái mình giả bộ tới ôm, mình giả bộ nói ơi mẹ yêu mẹ rồi, vậy cái là tự nhiên mẹ cũng vui lại, thế không có gì hết. Rồi. Cái tình cảm trong gia đình cũng là cái sự hỗ trợ cái gọi là con dâu như thế. Dạ. Tức là biết mẹ giận buồn giả bộ nũng nịu. Dạ, đúng rồi, vậy á. Chút xíu là đúng rồi, tâm lý vậy á. Chứ nếu mình căng mình buồn lên thì mẹ chồng lại càng buồn. Dạ đúng rồi. Dạ. 30 năm trôi qua rồi, gần như không có chuyện gì mâu thuẫn lớn lắm. Dạ, không, không có gì mâu thuẫn. Con chơi bích thôi mà. Dạ. Nhiều khi nhá, chuyện nói chuyện buồn nhưng nhắc lại là nó vui. Dạ. À. Em là cảm thấy là rất là mãn nguyện. Có mẹ với bố với mẹ rất là thương con rồi. Dạ. Hôm nay thì anh xã đó anh gửi lá thư. Linh sẽ là người đọc lá thư này nha. Rồi. Kính chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Tôi tên là Nguyễn Văn Diện, năm nay 49 tuổi. Được biết mẹ và vợ lên chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, tôi có đôi lời gửi đến vợ và mẹ. Vợ ơi, anh cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn em đã cùng anh bước trên con đường đoạn đường dài, nay đã là 28 năm rồi. Có bao nhiêu chuyện buồn vui trong gia đình và trong chuyện tình nghĩa vợ chồng, em không một lần than thở và cùng anh vượt qua tất cả để sống hạnh phúc bên chồng, để nuôi dạy hai con nên người. Anh rất là cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm, vợ yêu. Quá tình cảm. Bằng tất cả tấm lòng, chưa bao giờ anh nói ra cùng em. Đúng rồi. Còn mẹ chưa bao giờ nói câu gì hết. Nói đúng không? Còn mẹ, mẹ ơi, con cũng cảm ơn mẹ vì mẹ đã sinh ra con và đã hy sinh cả đời vì con. Nhưng con chưa một lần ôm mẹ. Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm. Con chỉ biết hờn trách mẹ thôi. Những khi mẹ lẩm cẩm trong công việc, con cảm thấy con có lỗi với mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Mẹ đừng có buồn con nha mẹ. Thông qua chương trình này, con thật lòng nói lên điều đó với mẹ. Con rất là thương mẹ. Những lời này con chưa bao giờ nói ra, chỉ biết để trong lòng. Mẹ tha thứ cho con những lỗi lầm của con trẻ mẹ nhé. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Con chúc mẹ luôn mạnh khỏe. Sau đây tôi rất cảm ơn chương trình này đã cho tôi nói lên những gì bấy lâu nay tôi chưa một lần nói với vợ và nói với mẹ. Đây là lần để tỏ bày cùng mẹ và vợ. Tôi rất cảm ơn chương trình, cảm ơn nhiều lắm. Tôi xin chào chương trình, chào khán giả đã theo dõi chương trình này.
chào anh Quyền Linh, chào Lê Lộc, Nguyễn Văn Diện. Hay không? Cô thấy sao cô? Thấy quá cảm động. Cảm động và cảm xúc trong dạ, lòng. Dạ đúng rồi. Thật sự mình nói là những người phụ nữ cũng luôn luôn mong muốn nghe những cái lời nói thế này. Nhưng đôi khi đàn ông á là họ ngại nói. Dạ dạ, chồng em không có cái đó. Ngại nói trong lòng á họ. Là thương vợ, thương con nhưng mà không bao giờ mà ra ngoài. Hôm nay bà có muốn con dâu thay đổi điều gì không? Nói chung là con dâu nó quá ngoan rồi. Có đủ thứ mà con nó phục vụ cho mình rồi. Dạ. Đó, cho nên cũng không còn cái gì nữa mà nói. Còn không biết cô thì sao nhỉ? Tại vì hai mẹ con nó giống là chị em rồi, nó giống anh Quỳnh Linh á. Nên là cứ cầu cho bố mẹ lúc nào cũng được, luôn luôn mạnh khỏe. Vậy thôi. Dạ, dạ. Tuyệt vời lắm. Cảm ơn bà rất là dạ. nhiều. Mong bà mãi mãi mạnh khỏe. Con biết là làm gì nữa. Cảm ơn bà với lại chị đến tham gia chương trình Một Kỷ Niệm Gửi Tặng Gia Đình. Dạ, cảm chúc ơn. Gia đình mãi mãi yêu thương. Dạ, cảm ơn chương trình. Và thành công, bình an trong cuộc sống. Dạ, con cũng xin được thay mặt chương trình gửi đến bà và cô. Đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala, được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Dạ, cảm ơn bà và cô đã đến tham gia chương trình ạ. Dạ, cảm ơn hai MC. Chúc hai MC luôn luôn mạnh khỏe ha. Dạ. Làm chương trình cho được nhiều. Dạ, dạ cảm ơn ảnh nha. Dạ, dạ. Thôi, dạ. Chào các con nha. Dạ, con cảm ơn bà. Dễ thương quá, mẹ chồng thằng dâu dễ thương quá.